Anh ơi bác, bác tin như cú gì đó nha. Cú? Ai nói già lầm lẫn chứ trời ơi, càng già càng dễ sợ. Chữ cú là thấy nặng rồi, cái dễ sợ nặng hơn. Đi con nói là bên anh trời ơi, trời ơi sao bác biết hay vậy? Con mới trả được một phần khoản nợ của con, cỡ 200 triệu. Thì con nói rồi đó, vàng của nội á là con mượn, xong con trả lại cho nội rồi. Con mắc gì đâu con tráo. Ừ, nếu mà con không tráo á là má con tráo đó. Ôi trời ơi mẹ ơi, trời ơi con đã thề thốt với mẹ rồi, con bị oan với oan thị màu ấy, thật đi. Mà hai người không tráo giành giả, không lẽ tôi tráo? Ủa tôi đi rồi. Nhưng mà con không có một lý do gì để con tráo cái vàng của nội. Vàng của nội con đưa, nội cũng kiểm tra đàng hoàng rồi mà. Ủa có lý do trường gà đó con. Trường gà. Thế thì con lại không có lý do, con lại càng không có lý do nhá. Thế là con là không thiếu tiền nhá. Mà cái này con cũng không phải là con mượn mẹ đâu, mà mẹ đấy, mẹ ép con đi để là ép con đeo nhá. Đấy là con là càng không có lý do để mà con đổi vàng mẹ nhá. Cô mới là đáng sợ. Dạ. Cô lấy vàng thiệt của tôi cô đem đi bán. Ủa? Rồi cô đi mua vàng giả cô đánh tráo vô, đem ra ngoài tiệm thử là vàng giả. Cái kiểu như cô là vừa đánh trống vừa là làm cô đó. Anh nội, con có ý kiến này. Ý kiến gì con? Con suy nghĩ ra rồi. Ừ. Có thể là cái vàng này. Ừ. Nó giả trước khi vào tay của nội. Ý con phải là ông nội con là bán giờ là lấy vàng giả cho bà nội à? Dạ. Không có nha. Dạ. Đích thân nội và bà nội đi ra ngoài tiệm vàng, cho nên không có chuyện ông nội mua vàng giả cho bà nội, mà chỉ có chuyện hai má con của con thôi. Bây giờ mà hai người mà không giải quyết thì ra lẽ là tôi mời công an vào cuộc á. Ừ. Con xin phép cho con nghe điện thoại. Vì sao để giọng nghe thì mất biểu chi vậy? Chị mẹ kêu cho phép con giọng nghe. Alo. Anh gì đấy con? Cậu Xuân á? Cậu Xuân giả được hết tiền nợ rồi á? Ừ. Thật không? Thế ạ? Để mẹ hỏi xem sao nhá. Rồi, cảm ơn con nhé. Xin trả nợ rồi hả? Xuân, rồi ơi! Đã giả được hết nợ rồi. Rồi, may thế, cậu còn giỏi quá, cơ xoay hay thế. Tiền đâu ra? Nội ơi, chắc con... nó có món tiền nó mới bay vào trong chúng nó thôi. Không có đâu mẹ. Con thấy lần này là nội nó đúng rồi. Có thể là mẹ con đang âm mưu cái gì đó, rồi có tiền để cậu Xuân trả nợ thì sao? Con mới đúng là cháu của nội nè. Được rồi, đợi con Xuân về thôi. Xuân, mày điên nha. Xuân chào cả nhà, vui vẻ nha. Về. Dạ sao ạ? Vui quá. Dạ thật vui á. Tại sao không thông báo niềm vui cho mọi người? Mới trả nợ xong phải không? Trời ơi, tao nói bác ơi bác, bác tin như cú gì đó nha. Cú? Ai nói già lầm lẫn chứ trời ơi, càng già càng dễ sợ. Chữ cú là thấy nặng rồi, cái dễ sợ nặng hơn. Đi con nói là bên anh trời ơi, trời ơi sao bác biết hay vậy? Con mới trả được một phần khoản nợ của con, cỡ 200 triệu. Khoảng 200 triệu? Dạ. Vàng của tôi là trị giá của vàng là tổng số dành cho là 3 cây. Dạ. Mà tính ra cái thời điểm này là một cây tầm 70 triệu. Dạ. 3 cây là bao nhiêu? 201. 201 cả 200 còn dư bao nhiêu? 10 triệu. Gấp 10 triệu thấy chưa? Ôi gì vậy bà? Dạ. Gì có người tính hồi như cô lấy tiền bán tới nơi vậy trời kìa. Không, là chị của cậu đó lấy vàng của tôi bán để cho cậu trả nợ đúng không? Không mẹ ơi, con không có mà. Con không có làm như thế. Xuân, tiền em ở đâu ra có? Nói cho mẹ chị nghe đi. Đi. Ở đâu ra? Ở đâu ra? Nói. Chị hai à, thiệt ra em không có nói được. Anh cắt mà nói gì nữa? Không. Nhưng chị hai à, chị phải biết một điều là em yêu chị nhất. Thì nó đưa về cho mà, làm sao yêu? Không phải. Con yêu chị con nhất. You're so much.